giá vàng nhẫn 4 số 9 sáng nay ngày 26 tháng 9 vẫn neo ở mức đỉnh. Riêng giá vàng nhẫn 4 số 9 tại công ty SJC đang ở mức thấp nhất thị trường, thì sáng nay tăng 200.000 đồng một lượng. Khoảng 10 giờ ngày 26 tháng 9, công ty SJC tăng 200.000 đồng cả hai chiều mua và bán so với hôm qua, lên 81 triệu đồng một lượng chiều mua và 82,5 triệu đồng một lượng bán ra. Mặc dù tăng nhưng hiện vàng nhẫn 4 số 9 tại doanh nghiệp này vẫn đang thấp hơn những doanh nghiệp khác. Công ty BNG vẫn neo ở giá đỉnh hôm qua, giao dịch ở mức 81,9 triệu đồng một lượng mua vào và 82,95 triệu đồng một lượng bán ra. Giá vàng nhẫn 4 số 9 tại doanh nghiệp này đang niêm yết cao nhất thị trường. Tương tự, công ty Bảo Tín Minh Châu vẫn niêm yết ở mức giá đỉnh vừa lập hôm qua ở mức 81,88 triệu đồng một lượng mua vào và 82,93 triệu đồng một lượng bán ra. Giá vàng miếng SJC vẫn giữ mức giá hôm trước. Công ty SJC, BNG, tập đoàn Doji cùng niêm yết ở mức 81,5 triệu đồng một lượng mua vào và 83,5 triệu đồng một lượng bán ra. Giá bán vàng SJC tại 4 ngân hàng thương mại nhà nước cũng ở mức 83,5 triệu đồng một lượng. Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng chốt phiên tại New York đêm ngày 25 tháng 9 ở mức 2.656,7 đô la Mỹ một ounce, tăng 0,3 đô la Mỹ so với phiên trước. Giá vàng giao ngay trên sàn Kitco sáng ngày 26 tháng 9 giờ Việt Nam lên 2.660 đô la Mỹ một ounce. Mức giá này sau quy đổi tương đương 79,55 triệu đồng một lượng, thấp hơn vàng SJC khoảng 3,95 triệu đồng một lượng và thấp hơn vàng nhẫn 4 số 9 khoảng 3,4 triệu đồng một lượng. Đà tăng của vàng thế giới nhiều ngày qua được thúc đẩy bởi sự lạc quan của thị trường vào động thái mạnh mẽ từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, Fed, liên quan đến việc tiếp tục giảm lãi suất trong thời gian tới. Từ đầu năm đến nay, vàng thế giới đã tăng 29% do chính sách tiền tệ được nới lỏng và căng thẳng địa chính trị trên thế giới leo thang. Nhiều chuyên gia nhận định, sẽ không nhiều trở ngại để vàng có thể chạm mốc 2.700 đô la Mỹ một ounce vào cuối năm 2024.